Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Kiếm Hiệp Vâng thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay Kênh Chuyện Kiếm Hiệp sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Tở diện nhân của tác giả Giả Cổ Long Phần thứ tư hồi thứ 8 Bước phiêu bạt là quỷ long bảo Chí mưu viễn lự đọ kế mưu Khi vầng dương sắp sửa ló dạng thì những ngọn gió mắt rời cùng với những tiếng hót véo von của muôn chim đưa đến làm cho tử diện nhân bạch vô tính thấy muôn phần phấn khích thú tiêu dao tận hưởng những kỳ tích của thiên nhiên ai ai lại không có do đó khi đi được một đôi đường chàng chừng như không còn nghi ngại và lưu tâm đến một trang công tử nho nhã hào hoa với một bầu đoàn gồm bốn tên đồng tử đang ung dung đi ngược lại phía chàng đúng lý ra nếu lệch lãm hơn đôi phần thì thế nào chàng cũng phải lấy nào khả nghi vì sự xuất hiện không đúng nơi đúng lúc của đoàn người này Dù sơn ngoạn thủy điều này thì không ai ngăn cấm nhưng vào lúc sáng sớm tinh mơ như thế này mà chủ tớ của vị công tử kia đã xuất hiện tại đây thì không lẽ chú sở của vị công tử đó ở gần đây hay sao điều này thì không thể nào có được vì quanh đây độ trăm dặm ngoài núi non rừng rú ra thì làm gì có lấy một trang viên có người sinh sống và như thế có phải chăng đoàn người đó đang lang thang vô định lấy trời thay cho mạn và lấy đất thay cho chiếu đã nhiều ngày rồi không? Nếu đúng là như thế, thì từ chủ nhân cho trí gia nhân làm gì có một vẻ mặt tươi tỉnh và y phục bảnh bao thế này? Thế nhưng lấy tâm trạng của mình đoán biết được tâm trạng của người, Bạch vô tính vẫn một không chút nghi ngờ về bọn họ. Cả đến khi hai tên đồng tử mang dương sách đi sau cùng đoàn người đã nhìn chàng và che miệng cười nói với nhau. Thì Bạch Vô Tính vẫn không hề để tâm Vì chàng biết rằng chính xác diện kỳ quái của chàng Rất dễ làm cho người khác đảm tiếu Đó là do lỗi ở bản thân chàng Chứ không phải lỗi ở người Tuy nhiên rồi chàng cũng phải sinh lòng giận dữ Khi chàng nghe một trong hai tên đồng tử đó Còn lớn tiếng nói cho hai tên đồng tử kia Nghe lời bình phẩm của hắn Cầm kỳ nhị huynh hãy nhìn gã kia xem Khuôn mặt của gã đâu có khác gì Con truy phong hắc ô của chủ nhân Quay phát người lại hướng về bọn vô lại vừa đi ngang qua chẳng kêu lên. Đứng lại. Trong khi vị công tử nho nhã vẫn tiếp tục thong dong bước đi. Thì bốn tên đồng tử kia chỉ ngoái đầu lại và nhăn mặt làm ra bộ dáng trêu chọc chẳng. Cả năm vẫn cứ đi như không có chuyện gì xảy ra cả. Thấy thế quyết lòng sở trị thái độ hống hết của bọn kia một phen. Bạch vô tính bèn nhún mình một cái. Vận dụng thân pháp phi long nhập vân vọt ngang đầu bọn họ vừa hạ thân đứng ngáng đường bọn họ xong chàng điền gằn giọng hỏi công tử hẳn không phải là kẻ điếc chứ dường như không vì công tử đáp lại cộc lốc không thì sao Hừ, và những lời sức sực của tên kia hẳn công tử đang nghe các hạ muốn nói tên họa đồng của bổn công tử a à, hắn đang nói gì các hạ thử lặp lại coi vì công tử nho nhã vừa nói xong những lời có hàm ý không nho nhã chút nào thì cả bốn tên đồng tử liền bật cười lên khúc khích Bạch vô tính làm gì không biết thâm ý của tên công tử đó hắn đang muốn chính miệng chàng lặp lại những lời nhục mạ của tên kia để bọn hắn lấy đó làm vui. Nộ khí liền dâng lên tràn ngập trong lòng. Theo đó hai mắt chàng liền bắn ra hai tia hung quang dần dần nhìn sững vào các công tử kia không chớp mắt. Trong lúc bạch vô tính sắp sửa phát tác lên thì tên công tử nọ cũng xả hai tia mắt nhìn trô trố vào mắt chàng. Đồng thời các cất giọng rất nhẹ nhàng để nói với chàng các hạ làm gì mà hung hăng quá vậy hãy nghe lời bổn công tử đi nào từ 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 thôi được rồi đó cũng không đến nỗi nào chúng ta là người quân tử bất tất phải động võ có phải thế không các hạ định đi đâu vậy sao lại không tháp tổng cùng bổn công tử cho vui lời nói của gã cứ nhẹ nhàng nhưng lại có một hấp lực khó thể cưỡng lại được nhất là đôi mắt của gã đôi mắt đó nhìn vào bạch vô tính như muốn thu hết định lực của chàng rồi lời của gã nói đến đâu thì bạch vô tính liền hành động theo đến đó đến khi gã kêu gọi chàng tháp tổng cổ gã thì mọi ý niệm trong tâm trí chàng liền bay biến đi mất và khi gã mỉm cười đắc ý quay người tiếp tục bước đi thì chàng cũng lặng lẽ bước theo sau bốn tên đồng tử nọ như một gia nhân trung thành với chủ vậy nhưng tình trạng này chỉ diễn ra trong thoáng chốc thôi tâm linh của chàng đột nhiên bừng dậy bạch vô tính ngơ ngác dừng chân lại nhìn thấy bọn kia năm người vẫn đều đều tiến bước Chàng chợt nhớ lại ánh mắt nhìn và những lời nói êm nhẹ của gã kia mà giật mình tự trách thầm. Ma mỉ, gã tại sao lại có giọng nói thu hồn và ánh mắt đầy tả môn như thế kia, phải làm cho ra lẽ mới được. Nghĩ thế bạch vô tính bèn vận lực quát lớn, đứng lại, vút. Lần thứ hai chàng dùng khinh thân pháp bay vọt ngang đầu bọn họa và hạ thân uy lẫm đứng nhìn chủ thứ bọn kia. Biến ra các công tử kia vội vàng nhoảng cười và hỏi lại chàng là các hạ vừa kêu bổn công tử à giọng điệu cổ gã cứ như đây là lần đầu tiên gã gặp mặt chàng và cũng là lần đầu tiên gã mới nghe chàng lớn tiếng kêu gã dừng chân lại vậy thái độ của gã làm cho chàng nghi nghi hoặc hoặc không hiểu những gì chàng vừa trải qua là sự thật hay là do chàng mê ngủ mà tưởng tượng ra do đó sinh giận chàng quát tướng thôi đi ngươi đừng có giả ngây giả dại nữa không phải vừa rồi ngươi đã a a à, à, phải rồi bổn công tử nhớ rồi xin các hạ lượng thứ cho là do bổn công tử giáo huấn bọn thì đồng chưa tốt nên vừa rồi bổn công tử có nghe những lời khinh bạc của chúng được rồi các hạ có thể niệm tình bổn công tử mà bỏ qua cho lần đầu phạm lỗi này không nếu được thế bổn công tử lấy làm vinh hạnh được quen biết với một nhân vật lỗi lạc là các hạ đây gã vừa huyên thuyên nói vừa vòng tay sáng liền một lúc những ba xá ra vẻ chịu lỗi vốn không muốn gây thù chuốc oán một cách vô tội vạ hơn nữa chàng còn chưa khẳng định hiện trạng vừa rồi là thật hay hư. Nên tử diện nhân bạch vô tính không thể giữ thái độ hung hăng với người đã biết cúi đỏ nhận lỗi. Do đó chàng bèn giả vờ hậm hực mà bảo hắn. Hừ, nể lời công tử đã nói thay, ta tạm tha cho tên láo sợ kia phen này vậy. Nhưng nếu sau này hắn không chịu sửa đổi mà vẫn tiếp tục tái phạm thì đừng trách ta đó. Nói đến đây, bạch vô tính bèn lăng không băng mình lướt đi nhanh như gió, để lại tên công tử đang sạm mặt lại dần dần với bốn tên đồng tử thì đang ngơ ngác. Chờ bóng dáng của chàng đã khuất dạng một tên đồng tử liền lên tiếng hỏi. Thiếu môn chủ tại sao lại buông tha tên đó? Đúng ra lần đầu tiên xuất đạo giang hồ thiếu môn chủ nên phải ra tay thị uy mới đúng chứ sao lại dễ dàng. Hừ, họa tứ đồng. Chính ngươi làm cho bổn thiếu gia mất mặt mà ngươi còn nói được sao? Người không thấy chính bổn tiêu gia đã thi triển bí thuật tà hồn nhấp công mà vẫn không thể chế ngự được hắn sao? Người đã bao giờ nghe nói tà hồn nhấp công bị thất bại chưa? Tên công tử là thiếu môn chủ của bốn tên đồng tử nói luôn một hơi như thế, mà mồ hôi lạnh cứ tuôn ra không ngớt. Có vẻ như hắn đang nói đúng sự thật tâm trạng khoán lúc này. Nghĩa là hắn những tưởng bí thuật tà hồn nhấp công của hắn đã thi triển nạp bất khả bại. Tuy nhiên ngay lần đầu tiên như lời tên họa tứ đồng vừa nói thì hắn đã vấp phải thất bại chua cay. Nghe thiếu môn chủ nói xong, tên đồng tử có gương mặt già dặn hơn đồng bọn một chút cũng lên tiếng nghi ngại. Sao lạ vậy thiếu môn chủ? Chính tiểu nhân cũng nhìn thấy tên đó bị tà hồn nhấp công trấn áp kia mà. Sao chỉ trong chốc lát hắn lại khôi phục thần trí nhanh như vậy? Không lẽ bản lĩnh của gã mặt tía đó lại cao minh hơn thiếu môn chủ hay sao? Tên đồng tử có vẻ đã hoang mang đến cực độ. Khi hắn luôn miệng thay đổi cái gọi nhân vật quái nạ vừa rồi Lúc thì hắn gọi là tên đó gã đó Lúc thì gọi là gã mặt tía Không riêng gì tên đồng tử hoang mang Mà chính gã công tử kia cũng hoang mang không kém Gã nói Cầm nhất đồng Ngươi nói chắc có lẽ không sai Tên đó ắt phải có bản lĩnh cao minh hơn bổn thiếu gia Hở Không hiểu tên đó là nhân vật của môn phái nào Phen này bổn thiếu gia tìm đến đại biệt sơn là để thi hành sứ mạng Mà ra phổ giao phó nếu ai ai cũng kháng cự lại được tà hồn nhiếp công của bổn môn thì bổn thiếu gia khó mong hoàn thành được sứ mệnh ôi chao thế nhưng tên họa tứ đồng thì vẫn còn căm tức nhân vật kỳ quái lúc nãy nên hắn không căm lòng khi thấy thiếu môn chủ của hắn chưa gì đã nhột hết nhuệ khí hắn nói thiếu môn chủ chớ vội nản lòng chính môn chủ có nói rõ họa hoàn lắm mới có một ít người chống lại được tà hồn nhiếp công tà thần môn không dễ gì bị khuất phục đâu nghe thế tên thiếu môn chủ liền tươi tỉnh nét mặt hắn cười lên một tràng dài đoạn ngạo nghễ nói hả hả à. họa tứ đồng nói phải lắm tội kia và công này bổn thiếu gia tha cho ngươi vậy chí lý môn hạ của ta thần môn đâu có hạng chưa đánh đã chạy chứ sự quần ngạo như trở lại với tên công tử nho nhã nên hắn liền nhanh chân đi tiếp theo hành trình hắn đã vạch sẵn đó là tiến thẳng về đại biệt sơn bạch vô tính nào biết đến sự thể này nếu không chẳng đâu dễ gì buông tha cho bọn họ Để sau này tam phen tứ thứ chẳng phải khốn đốn vất vả vì mưu đồ của bọn chúng Chàng vẫn an tầng thẳng tiến về Giang Nam như đang nói với số người của Diêm Vương Phổ Qua ngày hôm sau khi còn cách Giang Nam độ trăm dặm Bạch Vô Tính đang phi hành liền đột ngột dừng lại Khi nghe ở mé bên tả đường có những tiếng gầm rú quái dị vang ra Chốc chốc xen lẫn vào đó là tiếng hét nanh nảnh của một nữ nhân kêu lên Hành hiệp trượng nghĩa đây vốn là bản sắc của một vị anh hùng. Bạch vô tính cho rằng có ai đó đang hiếp đáp một phụ nhân thân cô thế cô. Chàng bèn tung người chạy băng băng vào con đường nhỏ mé biên tả, hướng theo những thanh âm đó để chạy nhanh đến. Chàng hoàn toàn không lưu tâm khi nhìn thấy con đường nhỏ chàng đang đi lại quang quẽ sạch sẽ khác thường. Chàng cũng không chịu nhận ra là có những bàn tay của con người thường xuyên chăm sóc những cánh rừng ở hai bên con đường này. Tuy chúng đúng là rừng cây do thiên nhiên tạo thành, nhưng chúng lại được tỉa tót cẩn thận để biến thành chỗ dạo chơi thanh thản cho chủ nhân. Bạch vô tính chỉ quan tâm đến những tiếng gầm rú đầy vẻ hoang dại, đúng là tiếng gầm giận dữ của dã thú. Do đó chẳng lại còn lo lắng hơn cho vị nữ nhân kia đang sắp sửa làm mồi cho ác thú. Và đúng như chàng nghĩ, chàng không khỏi run sợ khi nhìn thấy giữa bốn con kim tiền báo là một nữ lang thân hình mảnh mai đang chập trần chuyển qua đảo lại mong tránh thoát được nanh vuốt của bốn con vật hung dữ nhất trong các loài thú dữ ở sơn lâm vừa thoạt nhìn qua tuy chàng biết rằng vị nương lang cực kỳ xinh đẹp kia đang sử dụng bộ pháp mà chàng đã biết qua đó là quỷ biến ngũ ngũ bộ pháp nhưng chính vì thế mà chàng tin rằng chàng phải ra tay can thiệp vì không chừng giữa vị nương lang kia và cái gan năm xưa đã từng ra tay giúp đỡ chàng hẳn phải có liên quan mật thiết tin chắc vào điều đó chàng bèn xông ngay vào và quát lên Xúc sinh muốn chết hở Theo tiếng quát trường kiếm của chàng liền được tung ra Và chỉ bằng vài cái hít nhẹ Thì cả bốn con kim tiền báo liền bị mũi kiếm của chàng đâm phải chỗ hiểm yếu giữa hai mắt Khiến cho cả bốn con ác thú không kêu la phải ngã vật ra đất mà chết ngay đương trường Chưa kịp thu kiếm lại Thì bạch vô tính liền điếng hồn khi nghe nữ lang xinh đẹp kia hét lên lạnh lót Cuồng đồ xong ngươi dám giết hại kim báo nhi của ta Bất chấp rằng chàng đang có khí giới trên tay Còn mình thì không có Vị nương lang kia vừa hết xong Bèn lướt mình tới quật luôn hữu trọng vào chàng Chàng giật mình lặng người Nhảy tránh sang một bên đoạn lớn tiếng kêu lên Cô nương dừng tay lại Cô nương hay nghe tại hạ nói đây Nhưng cứ mặc cho chàng nói Vị nữ lang kia vẫn tới tấp ra chiêu Như muốn giết chàng vậy Không những thế nàng còn luôn miệng hét nên Giỏi lắm để xem ngươi còn tránh được Bao nhiêu chiêu nữa nào Xem đây nàng ta chẳng như đã quá tức hận nên nàng ta vung đổ cả song trưởng liên tu bất tận đánh đổ cả tám phương tứ hướng khiến cho bạch vô tính muốn phản công thì không dám còn nếu để lẩn tránh thì chàng phải vận dụng rất mà khó khăn thân pháp phi long nhập vân nếu chàng vận dụng bộ pháp quỷ biến ngũ ngũ thì sự việc đã dẫn sang hướng khác rồi đâu có những gian nan khó khăn sau này chàng phải gặp đó cũng là do thiên định mà thôi vẫn một mực không chịu hoàn thổ nên chàng vừa tiếp tục tránh né vừa hô hoán lên cô nương à thế không phải như tài hạ thấy là cô nương đang bị bọn ác thú vây hãm sao không lẽ một người như cô nương mà lại đi nuôi dưỡng số giá thú hung dữ này sao hờ ai nói không phải chứ ai dám ngăn cấm bổn bảo nuôi dưỡng chúng ngươi còn định chối tội à nạp mạng đây cho ta Chiều thức nàng ta càng đánh ra càng tỏ ra hung hiểm khác thường khiến cho bạch vô tính phải chật vật nắm mới mong thoát nạn không để trưởng kình chạm phải vào người và như thế càng làm cho vị nữ lang kia thêm khích nổ giỏi lắm hóa ra ngươi ỷ trọng và công phu hơn người định tìm đến quỷ long bảo để gây hấn đây xem này xoẹt xoẹt từ hai ngón tay trỏ nhỏ nhắn của nàng liền hiện ra hai luồng chỉ phong rít nên veo veo và nhanh tóc lau bắn vào phân vị chàng đang đứng thoái hậu liền một lúc những hai trượng và khẽ dịch bộ sang bên tả hai bước Bạch vô tính kinh ngạc kêu lên quỷ long bảo đây lại là quỷ long bảo sao thế ra cô ngương đây là hờ dám vào đây gây chuyện mà lại còn giả bộ ngây ngô không biết chỗ này là quỷ long bảo bất khả xâm nhập sao ta không thể để ngươi lừa gạt đâu có gan thì tiếp ta một chiêu xem nào cô nương thứ cho tại hạ thật tình không biết đây là quỷ bạch vô tính chỉ nói được đến đây thì trưởng kênh từ ngọc thủ của nàng ta đã ầm ầm xô đến rồi Chàng bèn nặng người sang một bên nữa để tránh chiêu Nhưng lần này nàng ta như đã đoán biết được hành động của chàng Nên nàng lẹ làng vẫy luôn tả trưởng và hét lên Xem lần này ngươi còn tránh được nữa không nào Nằm xuống Nàng ta đã liệu định đúng tình trạng này Nên nàng ta đã kịp thời ra chiêu Buộc chàng phải ra tay đối trưởng Chứ không được lẩn tránh nữa Đúng ra thì Bạch Vô Tính chỉ cần vận dụng bộ pháp biến ảo kia Là sẽ dễ dàng tránh được tình trạng đối chiêu nhưng kể từ lúc chàng nghe cô nàng nói đây là quỷ long bảo Mà bảo chủ lại là quỷ long thổ thượng quan ẩn Một người chứng như có sở thân do mật thiết với quan ngoại tam hung Cũng chính là bọn người thuộc phe nào ác ma minh chủ Thì bạch vô tính nào dám dùng bộ pháp đó Vì bộ pháp đó nguyên nay là tuyệt kỹ thành danh của bảo chủ quỷ long bảo Chẳng đặng đừng bạch vô tính bèn dựng đứng tả thủ lên vận công phu tử hà thần công lên khiến cho tả thổ bắt đầu ẩn lên màu tía giống như sắc mặt của chàng vậy và đúng lúc bạch vô tính chuẩn bị dùng tử hà đệ nhất thức trưởng pháp để đỡ lấy trưởng kinh của vị nữ lang xinh đẹp kia thì liền có một tiếng quát vang lên từ một chỗ gần đó ngừng tay nhờ vào thanh âm đó nên bạch vô tính kịp thu lại bước hai phần lực đạo chỉ còn lại ba thành một màn tử quang vụt ánh lên một cái chạm ngay vào trưởng kinh thập phần lợi hại của nữ lang gây thành tiếng chạm kênh khá lớn ầm thân hình có đôi chút trao đảo nhưng bạch vô tính chợt nghe thần tình chấn động mạnh một lượt khi chẳng nghe ngưỡng lang kia giận dỗi kêu lên ra ra hắn hắn đã hiếp đáp hải nhi đó chính hắn đã tở tay giết mất bốn con kim báo nhi của chúng ta đó quay người nhìn lại bạch vô tính không khỏi lo sợ khi nhận ra vị nữ lang kia đang nũng nỉu đấm dứ dứ vào ngực của một vị nao nhân có niên kỷ khoảng lục tuần lão nhân đó có cái nhìn sắc lạnh thêm vào đó nào vóc dáng đậm đà khiến cho cái nhìn của lão nhân có uy lực khiếp người tuy nhiên trước những lời cáo tố của nữ lang kia vị lão nhân tuy vẫn nhìn chăm chằm vào chàng nhưng miệng thì lại nói coi kìa phụng nhi hắn đang nói với phụng nhi là hắn không biết đấy là thú vật đã được thuần dưỡng của chúng ta kia mà hắn chỉ quan tâm đến sự an toàn của hài nhi thôi huống chi từ đầu chí cuối ta thấy hắn luôn nhân nhượng hài nhi kia mà Thôi đi hắn đã không biết thì Hải Nhi cho nên bắt tội hắn làm gì Gia Gia Hải Nhi không biết đâu Như vậy thì sau này Hải Nhi biết lấy gì để luyện tập bộ pháp của Gia Gia đây Nghe đến đây Bạch Vô Tính càng thêm hoảng sợ Nàng ta vừa nói là bộ pháp của Gia Gia Nếu vậy não nhân kia không phải là bảo chủ quỷ long bảo thượng quan bảo chủ thì còn gì nữa Và nàng ta té ra nàng ta lại là thiên kim tiểu thư Ánh nữ của quỷ long tổ thượng quan ẩn Mà oai danh thì vang dền khắp vo lâm Chàng xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh Sau đó chàng vừa tiến lại gần vừa nói Tiểu thư té ra tiểu thư đây Chính là ánh nữ của lệnh bảo chủ đây Thất kính tại hạ thất kính mất rồi Xin bảo chủ vào lệnh tiểu thư thứ cho tại hạ tội mạo phạm Vậy là tại hạ lại tưởng tiểu thư vốn đang lâm vào cảnh hiểm nguy Chà đúng là tại hạ có mắt như mổ vậy Tiểu thư đang luyện công mà tài hạ lại không biết Mong tiểu thư nào bậc cành vàng lá ngọc dung thứ cho Chàng xã dài niệm một lúc những mấy cái Khiến cho nàng ta phải hậm hực nguyết dài Còn quỷ long thổ thượng quan ẩn Thì mỉm cười đắc ý Đã là người thì ai lại không thích được kẻ khác tân bốc Và dù chàng là kẻ vô danh tiểu tốt Nhưng với thân thủ đó mà chàng lại còn lớn tiếng ca tổng lão Thì lão làm sao không đắc ý cho được Hướng về chàng lão hỏi Tiểu ca chứ quán lời Đã mới phen tệ nữ thao thứ Và xúc phạm đến tiểu ca mà tiểu ca vẫn bỏ qua không chấp nê lão phu còn chưa tạ ơn tiểu ca kia mà nghe vậy vị nữ lang kia liền dãy nảy kêu lên ra ra mặc gì ra ra phải tạ ơn hắn chúng ta đã không bắt tội hắn thì kẻ tạ ơn phải là hắn mới đúng chứ tiểu thư nói đúng lắm tài hạ đã sai phạm rành rành mà bảo chủ vào tiểu thư chịu bỏ qua không bắt tội tài hạ dù kết quả ngậm vành cũng không sao đáp tạ lại thâm ân bội hậu này thái độ của nữ lang và ra ra nàng sau khi nghe chàng nói xong liền khác nhau rõ rệt thượng quan bảo chủ thì thích ý cười vang còn thiếu nữ thì xịu mặt xuống như không muốn nghe thêm bất kỳ lời tân bốc nào nữa và đúng như là thế sau khi cười xong quỷ long thủ thượng quan ẩn liền nói tiểu ca đã lỡ bước đến đây rồi nếu tiểu ca không ngại thì hãy theo lão phu bước vào bên trong để chúng ta cùng đảm đạo vậy và khi thấy bạch vô tính gật đầu tán thành lão liền bảo ái nữ đi vào phụng nhi Người hãy chạy vào bảo bọn do nhân mau sắp bày tiệc rượu để ta đãi khách nào nàng ta ngoe ngoảy bước đi nàng không hề một lần nhìn lại chàng nàng ta chứng như không muốn nhìn thấy mặt chàng nữa vậy đồ chừng rằng là do sắc diện của mình khó coi nên nàng ta mới có thái độ như thế nên chàng không để tâm huống chi do ý nghĩ chợt đến chàng nằm quen với áo thưởng quan ẩn là có ý đồ riêng nên chàng cũng bất chấp phản ứng của nàng thích cũng tốt mà không thích cũng tốt Đấy chính là tâm trạng của chàng đã nung nấu từ lâu, kể từ khi chàng biết rằng chàng có thể mang lấy sắc diện kỳ quái này suốt đời. Từ đó cơ hội như Bạch Vô Tính không màng nghĩ đến chuyện nữ nhân nữa. Chàng chấp nhận chàng là một tử diện nhân, chỉ có sống để báo thù dở hận để truy tìm lai lịch thân thế rồi lại dở hận báo thù mà thôi. Mọi sinh thú trên đời dường như chàng không thèm đếm xỉa đến nữa, có điều chàng không giấu được sự thích thú khi tình cờ chàng lại có một dịp may hy hữu tiếp cận được quỷ long bảo chủ. Chàng hy vọng rằng qua dịp này chàng sẽ biết tỏ tường về lập trường của thượng quan bảo chủ. Biết qua về mối liên quan kỷ quái nếu có giữa thượng quan bảo chủ và gã nọ, một các con niên kỷ bằng chàng và một lần cứu giúp chàng thoát hiểm và lại còn truyền dạy cho chàng du long thủ pháp quỷ biến ngũ ngũ bộ pháp là hai môn tuyệt học thành danh của quỷ long thủ thượng quan ẩn đại trưởng phu ân oán phân minh chàng không thể quên được ân tình ngày trước mà gã bẩn thiểu nọ đã ban cho chàng gã là ai có liên quan thế nào với quỷ long bảo chủ bây giờ gã đang ở đâu liệu năm xưa gã có được may mắn như ta trốn thoát được bọn tay chân của lão ác ma minh chủ không hay gã đã thiệt mạng từ đó Hờ nếu thế thì ta sẽ cộng thêm mối thù vào tính sổ so với nó ác ma vậy Do đã nhất quyết như thế Nên khi bạch vô tính theo gót quỷ long thổ thượng quan đoàn đi vào quỷ long bảo Thì chàng liền sắp đặt sẵn một câu chuyện về xuất thân của chàng Vì chàng biết chắc chắn thế nào Lão cũng phải hỏi đến Bằng không với bất kỳ một ai khác đâu có chuyện đã không bắt tội nhập bảo giết hại thú nuôi Mà lại còn niềm nở đón tiếp như một thượng khách Hẳn là thượng quan bảo chỗ phải có mưu đồ gì đó thôi Quỷ Long Bảo theo lời của vị nương lang kia, thiên kim ánh nữ của thượng quan bảo chủ đã nói vốn là nơi bất khả xâm phạm. Nhưng sau chàng khi đưa chân bước theo thượng quan bảo chủ tiến sâu vào trong bảo, thì lại không nhận thấy triệu chứng gì bất thường cả. Mọi vật hiện hiện ở mọi nơi đều có vẻ bình thường. Tầng khóm cây bụi cỏ đến những viên đá lót đường đều có vẻ tự nhiên của nó. Đều là những vật không thể thiếu được ở bất kỳ một trang viên nào hoặc một đại phổ nào những bước chân đi của thượng quan bảo chủ đều bình thản với dáng rất tự nhiên và trước mặt chàng lúc này cũng chỉ là những tòa ngang dãy dọc đổ chỗ cho hơn trăm người trú ngộ có như thế mới xứng đáng với một quỷ long bảo mà danh thì đã vang lừng vũ nội tất cả xung quanh chàng đều không có bất kỳ một dấu tích gì cho chàng biết quỷ long bảo đúng là trốn bất khả xâm phạm nếu có chăng thì chỉ có mỗi một điều mà chàng vừa kịp nhận ra đó là chàng đã xâm nhập vào quỷ long bảo từ phía hậu biết đâu chừng ở phía chính diện mới có sự đề phòng cẩn mật. Vô lý vì đâu có ai chỉ đề phòng phía trước bỏ trống phía sau rồi lại bảo rằng bất khả xâm phạm. Tự nghĩ rồi lại tự phản bác. Bạch vô tính suýt nữa đã phì cười về ý nghĩ thiển cận của chẳng Bạch vô tính những tưởng rằng điều thú vị chẳng đang nghĩ trong tâm não Chẳng sẽ chỉ riêng một mình chẳng biết thôi. Nào ngờ như có con mắt thứ ba ở đằng sau gáy. Lão thượng quan ẩn quả là thần thông quảng đại khi lão vẫn tiếp tục bước đi nhưng lại lên tiếng hỏi chàng Tiểu ca chứng như đang có điều gì vui thích lắm phải không? Nghe lão hỏi mà chàng phải sợ cho tâm cơ của lão. Lão tuy đi trước chàng ba bước chân nhưng lại lưu tâm gió xét từng cử động một của chàng. Không thể xem thường lão này được. Bụng nghĩ thế nhưng bạch vô tính ra vẻ nghi ngại đáp. Cái này xin bảo chủ thứ cho. Chỉ vì tài hạ nghĩ lại việc hiểu lầm vừa rồi nên không khỏi tự cười mình đã quá nông cạn lệnh ái đang luyện tập công phu thế mà tài hạng lại cho rằng chàng vui thích thật sự nên phải bật cười vang lên và thượng quan đoạn khi nghe chàng tự nhắc lại việc đó rồi lại tự cười sự ngu ngốc của chàng thì lão cũng góp vào một chàng cười hạ hê bọn gia nhân do được tiểu thư dặn bảo nên chúng đang tất tả lo phục dịch tuy thế bọn chúng không khỏi nghi ngại khi hay biết rằng bảo chủ đang đón tiếp một vị khách lạ mặt mà lại đón tiếp từ phía hậu bảo nhưng lúc bấy giờ mọi sự nghi ngại của bọn chúng đều tan biến khi chúng nghe bảo chủ và vị khách kia đang có gì vui lắm nên bật cười vang như vậy. Cứ theo âm thanh chàng cười đó thì phải là hảo hữu thân tình, chi âm chi kỷ mới được như thế. Nhưng bọn chúng đâu ngờ rằng hai chàng cười đó là mang hai ý niệm khác hẳn nhau. Thoạt đầu thì Bạch vô tính cười vui thật sự khi chàng nhanh trí tìm được cách giải thích hợp lý khiến cho thượng quan đoạn không còn nghi ngại gì chẳng. Và thượng quan ẩn cũng vậy, lão cũng cười vui khi tưởng tượng lại cảnh tượng hồ đồ của một người có sắc diện kỳ quái, nhưng lại có thân thổ xuất chúng Đầu tiên là như thế, nhưng sau đó, màu đầu là thượng quan ẩn, lão như muốn tìm hiểu công phu nông sâu của chàng. Lão bèn vận lực vào tiếng cười khiến cho tiếng cười biến thành một thứ khí giới loại hại, công vào tâm mạch của người nghe duy nhất ở đây là chàng. Vì tùy theo ý muốn của người thi triển âm công, chàng cười chất chứa đầy chân lực đó sẽ công phá tâm mạch của một hay nhiều đối tượng đáp lại khi thấy chàng cười của thượng quan bảo chủ làm cho tâm thần chàng dao động mạnh khí huyết sôi trào bạch vô tính vội vàng đưa chân khí lên hộ mạch đồng thời đưa luôn một phần chân lực vào chàng cười của chàng đến lúc này vẫn còn tiếp tục cười thế là giữa hai người liền hình thành một cuộc so tài về chân lực mà vật trung gian chính là âm thanh của cả hai mượn âm thanh làm công cổ giao đấu phải là người có công phu thượng thừa mới làm được điều này thượng quan đoàn biết rõ điều đó nên lão quyết định tìm hiểu cặn kẽ lai lịch của kẻ vô danh tiểu tốt có sắc diện kỳ quái kia ngược lại bạch vô tính tuy không biết chắc về điều đó nhưng chàng càng lúc càng thêm kinh sợ trước công lực thâm hậu của thượng quan bảo chủ không phải thế sao khi chàng rõ ràng có đến tám mươi năm chân lực mà xem ra vẫn không hơn lão ta là mấy điều này chứng tỏ rằng nếu thượng quan bảo chủ là tay chân của lão ác ma minh chủ thì võ công của lão ác ma còn cao thâm đến đâu nữa chỉ có song phương biết rõ về cuộc so tài này và chỉ có giữa hai người mới rõ là ai hơn ai trong cuộc tỷ đấu không chính thức này mà thôi và một khi đã biết rõ thì không ai bảo ai cả hai từ từ thu bước chân lực về từng chút từng chút một đến khi bạch vô tính theo chân thượng quan bảo chủ bước vào gian đại sảnh rộng lớn thì cả hai chàng cười chỉ còn là những tiếng cười vô hại Đưa tay chỉ cho Bạch Vô Tính một chỗ ngồi gần ngay bên não Thượng Quan Ẩn thôi cậy và nói Ngồi nào tiểu ca Đa tạ bảo chủ mời Bạch Vô Tính chờ cho Thượng Quan bảo chủ đã ngồi xuống rồi Thì chàng mới cùng ngồi Chào cho chàng một chén rượu nhỏ mà bọn gia nhân vừa rót ra Thượng Quan Ẩn nâng chén rượu của lão lên và nói Tiểu ca khá lắm Nào Đa tạ bảo chủ mời đặt chén rượu đã cạn xuống bàn thượng quan ẩn liền hỏi tiểu ca có thể cho lão phu biết qua về thân thế và lai lịch sư thừa không chuyện gì đến phải đến bạch vô tính bèn theo câu chuyện đã sắp đặt sẵn mà nói tại hạ vốn họ la có tên là lập thân gia sư vốn ưa thanh nhàn vào lại đã khuất núi nên tại hạ không tiện nêu danh mà dù có nói ra thì bảo chủ vị tất đã biết vì công phu sở học của tại hạ đây là do một độ kỳ duyên mà có chắc bảo chủ phải lấy nằm kỳ lạ khi nhìn thấy sắc diện của tài hạ phải thích không nào. Đời vốn là thế, được cái này thì mất cái kia, không sao vẹn toàn được. Bảo chủ có biết gì về vô ưu chi đàm tử kỳ hoa không? Câu chuyện ngắn ngủi của Bạch Vô Tính khiến cho thượng quan đoạn phải nhíu mày nhăn chắn để suy nghĩ. Rồi khi nghe chàng hỏi như thế thì ngay lập tức thượng quan đoàn lắc đầu đáp. Tiểu ca đừng cười lão phu, lão phu vốn cũng ưa thanh nhàn ít có dịp đi đó đây nên kiến văn còn thô lậu lão phu thực tình chưa nghe nói đến thứ kỳ hoa lạ lùng đó thế điều gì đã xảy ra cho tiểu ca vô ưu chi đàm tử kỳ hoa có thể giúp cho tài hạ được một thân công phu thâm hậu bù lại sắc diện của tài hạ phải trở nên như thế này theo bảo chủ như thế có đáng không tin là thật thượng quan ẩn lại dúi vào tay chàng một chén rượu ngứa đoạn lên tiếng an ủi chàng nếu tiểu ca tin tưởng ở lão phu khi hỏi câu đó thì lão phu xin thật tình mà nói đáng đáng lắm Nam Nhi đại trưởng phu trí tại bốn phương Được một thân công phu sở học khôn người Thì tiểu ca niên chỉ nghĩ đến một điều duy nhất mà thôi Đó là lập thân như tên của tiểu ca mà thân sinh đã đặt vậy Nào uống đi la tiểu ca Bảo chủ nói đúng lắm Mời Đặt chắn rượu đã cạn xuống bàn thưởng quan ẩn lại hỏi Thế trưởng phong mà tiểu ca đã thi thấu lúc nãy với tệ nữ Chắc bảo chủ muốn biết vì sao mà trưởng phong lại có màu tử quang phải không? toàn là nhờ dược lực của vô ưu chi đàm tử kỳ hoa cả. Đến kiếm pháp cũng thế cho nên tài hạ đã đặt cho mình một ngoại hiệu là tử diện nhân. Tử diện nhân sao lão phu chưa hề nghe nói đến danh xưng này. Bảo chủ thứ cho bảo chủ làm sao mà nghe được khi tài hạ chỉ vừa mới xuất đạo giang hồ. Được bao lâu rồi tiểu ca Nhiều lắm thì cũng không đến 10 ngày Thảo nào Vậy trong 10 ngày đó tiểu ca đã đi được những đâu rồi thoạt đầu chưa quen nên thầy hạ chỉ chui giúp trong những chỗ hẻo lánh thế cho nên thầy hạ không khỏi hổ thẹn khi cứ để mặt như thế này mà gặp lệnh ái và bảo chủ hiểu ý chàng muốn nói hổ thẹn là ý muốn so sánh về dáng vẻ bên ngoài nên thượng quan ẩn liền ấn vào tay chàng chén rượu thứ ba và nói bỏ đi tiểu ca là người chỉ nên kể đến danh vọng chứ không phải ở sắc diện mà thôi mỹ mạo làm gì khi trói gà không chặt nào bảo chủ quả là người nhìn xa trông rộng mời Xong toàn dậu thứ ba thượng quan ẩn lại hỏi Làm thế nào tiểu cao lại biết đến danh hiệu hèn mọn của lão phu Lão cáo già lão không hề bỏ qua một điểm nhỏ nào cả được Đã thế thì ta cứ tâng bốc nó lên tận mây xanh vậy Nghĩ thế bạch vô tính biển đáp Bảo chủ thanh danh của bảo chủ đã vang dài như sấm động bên tay Thầy hạ nếu không biết đến thì chẳng hóa ra nào tại hạ đã đắc tội với bảo chủ sao Nhưng nghe danh không bằng gặp mặt được hội kiến với bảo chủ quả là điều thầy hạ chưa từng nghĩ đến. Hà hà hà, khéo nói, tiểu ca khéo nói lắm. Sau đây tiểu ca định đi về đâu và định sẽ làm gì? Như bảo chủ vừa nói, nam như đại trưởng phu trí tại bốn phương. Thầy hạ có một thân sở học cao cần lo gì không có đất dụng võ. Hay, hay lắm. Thế tiểu ca có muốn tìm một chỗ đắc dụng không? Đến lúc rồi đây, cá đã cắn câu để xem nào. Là bảo chủ muốn thu nhận tài hạ ư Ôi chao được là người của quỷ long bảo tại hạ sợ còn cầu mà không được đấy chứ. Đa tạ bảo chủ đã quan hoài. Không, không. Nhìn thượng quan ẩn xua tay dối rít Khi đáp liền một lúc mấy chữ không bạch vô tính và kinh ngạc hỏi. Sao vậy hay tại hạ không đáng để bảo chủ dùng đến? Mỉm cười thích thú thượng quan ẩn nói. Tiểu ca chứ có hiểu lầm. Đúng ra thì nó phu không dám dùng đến tiểu ca thật nhưng không phải là lão phu chê bỏ gì tiểu ca mà là lão phu không đáng thân danh là bảo chủ quỷ long bảo nếu bảo chủ không đáng thì trên đời này còn có ai đáng để con con chứ là tiểu ca chưa biết đấy thôi nhân vật này hiện đang uy trùm khắp thiên hạ lão phu không nói có lẽ tiểu ca cũng đoán được phần nào nếu mày ra vẻ nghĩ ngợi bạch vô tính giả vờ hỏi có phải bảo chủ muốn nói đến minh chủ đúng vậy Bảo chủ nói không sai Hiện nay kẻ có uy vũ bao trùm khắp thiên hạ Phải kể đến minh chủ Nhưng sao tài hạ lại nghe rằng Vị minh chủ này không được mọi người kính phục Bảo chủ không thấy thế sao Câu đầu thượng quan ẩn vừa thở ra vừa nói Tiểu ca nghe đúng lắm Điều này chứng tỏ rằng Những gì tiểu ca nói với Nó Phu Cũng là thật tâm cả Thế tiểu ca nghĩ sao Nên Nó Phu nói rằng Cây càng cao ắt phải chịu nhiều cơn gió lớn Bảo chủ dường như muốn phân biện cho minh chủ Đúng thế bách dân bách tính không thể nào có ai đó làm vừa lòng tất cả mọi người được vì thế thân là minh chủ đương nhiên khó tránh được những tiếng thị phi thị phi bảo chủ muốn nói là minh chủ vốn chịu nhiều oan khiên sao điều này thì tiểu ca có thể tự suy xét lấy cũng được bởi vì nếu minh chủ là hạng người như mọi người đang nghĩ là ác ma hay ác tặc như bọn họ đang nén gọi sau lưng thì với công phu uy trùm thiên hạ liệu bọn họ có còn giữ được sinh mạng cho đến ngày nay không một vị minh chủ không bằng võ lực mà chỉ muốn dùng sức để chăm sóc mọi người. Không nhiều thì ít cũng phải gánh lấy những điều đâm đặt tiểu ca nói có đúng không. Luận điệu của lão rất là trói tay. Nhưng Bạch Vô Tính cũng phải gật đầu đáp lại. Có nghe bảo chủ nói thì tại hạ mới hiểu ra vậy thì phải làm sao bây giờ. Nhìn chăm chăm vào chàng với ý rõ xiết thượng quan ẩn liền hỏi có phải tiểu ca đang trên đường xuôi nam. Đúng thế có gì không bảo chủ. Vậy trên đường đi tiểu ca có nghe được gì không? Có. Là điều gì? Lệnh của Minh Chủ bảo mọi người về tụ tập tại Giang Nam. Không sai thế tiểu ca nghĩ sao về lệnh này. Thật tình mà nói thì tại Hạ không không phục lắm. Thế nên tại Hạ định tiến về đó để làm cho rõ việc này. Còn bây giờ thì tiểu ca có ý tưởng gì? Nếu như bảo chủ vừa nói thì có lẽ Minh Chủ định một lần giải thích cho quần hùng hiểu rõ cơ sự, tránh sự lầm lẫn về sau. Chưa đúng lắm nhưng tiểu ca nghĩ được thế cũng là điều hay. Chưa đúng ư, ừ, vậy thì minh chủ định làm gì? Thoái vị. Sao lại thoái vị? Nhân tâm bất phục càng nắm giữ chức vị minh chủ ngày nào thì minh chủ càng ăn không ngon ngủ không yên ngày ấy. Không thoái vị thì làm sao bây giờ? Thế rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Đó là việc của họ, minh chủ bất tất phải can dự vào. Vậy tại sao bảo chủ này còn bảo tại hạ là minh chủ sẽ thu dụng tại hạ, thu dụng để làm gì? thì tiểu ca cứ nghĩ đi đã võ lâm trung nguyên một khi không còn minh chủ thì cũng như rắn bị mất đầu trước sau gì cũng phải xảy ra rối loạn từ rối loạn nhỏ dẫn đến đại loạn nào có xa xôi gì cho cam lúc đó dưới trướng của minh chủ mà có được vài người như tiểu ca minh chủ sẽ thân chinh tiểu trừ đại loạn ban bố ân đức một lần nữa cho mọi người đến lúc đó thì kẻ cứng đầu nhất cũng phải khấu đầu mở miệng ra cầu xin minh chủ tái xuất hiện gánh vác trọng trách ha 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 Hậu vận của tiểu ca không cần nói cũng đủ biết là sáng lạn và huy hoàng. Bạch vô tính cũng góp tiếng cười khoái trá cùng lão bảo chỗ quỷ long bảo. Nhưng trong lòng thì đau như muối sắt khi nghĩ đến bọn giang hồ các phái sắp sửa làm bung sung cho lão ác ma mặc tình thao tống. Lão ác ma nghĩ đến kế mưu này quả là thâm độc, võ công của lão đó là cái thế. Sau bao năm uy hiếp quần hồng chiếm giữ ngôi cao, nhưng lão cũng biết rằng lão chỉ được mọi người khẩu phục còn tâm thì chưa phục. Thế nên lão không thể hài lòng Bây giờ lão dụng cái này định thu phục nhân tâm đây Nhưng không hiểu lão sẽ ra tay với ai Có ai đang sắp sửa gây thành trận họa kiếp giang khổ Cho lão ra tay sửa trị Còn có môn bang phái nào muốn độc bá quần hùng không Chịu Bạch vô tính không thể nào nghĩ ra một nhân vật nào Hay một môn bang phái nào có mưu đồ bất lợi cho võ lâm Mà lão ác ma đã phong thanh nghe được Và lão định dùng kẻ đó hay môn bang phái đó Nằm bàn đạp cho lão thu phục quản hùng đang cười thượng quan đoàn trật nín ngang làm cho bạch vô tính cũng phải thôi cười theo lão kế đó nó nghiêm mặt lại mà bảo chẳng la lập thân nếu tiểu ca thật lòng muốn được minh chủ thu dụng thì tiểu ca phải chịu một thử thách tiểu ca nghĩ sao là thử thách gì phải dụng võ ư lắc đầu thượng quan ẩn đáp chỉ là thử thách về sự trung kiên mà thôi nên không cần phải dụng võ làm thế nào tài hạ có thể chứng minh được lòng trung không khó lắm đâu tiểu ca nghe đây Do có nhiều người chưa hiểu rõ tâm ý của Minh Chủ khi Minh Chủ kêu mọi người cùng về Giang Nam. Nên có một số chống đối lại họ đã không về Giang Nam thì chớ. Bọn họ lại còn bỏ đi tứ tán khắp nơi. Nếu Tiểu Ca muốn chứng tỏ lòng chung thì làm thế này. Tiệc tam thì mặt trời cũng vừa đúng ngọ. Sau khi ra ngoài một lúc, Thượng Quan Ẩn trở vào có một tay đại hán trung niên đi cổng. Trở vào vị đại hán trung niên Thượng Quan Ẩn nói. Đây là Tiểu Diêm La đoạt mệnh thi thạch phó tổng quản của lão phu và cũng là kẻ dẫn đường cho tiểu ca hai bên diện kiến xong bạch vô tính bèn sửa lại y phục hướng về thượng quan ẩn mà nói được lắm bảo chủ hãy chờ tin quả tài hạ bái biệt hồi thứ chín cao nhân tắc hữu cao nhân trị anh hùng sập bẫy lão ác ma ngày đi đêm nghỉ được chừng hai ngày đường bạch vô tính kêu lên dường như thi huynh đỉnh đưa tài hạ đến đại biệt sơn thì phải Tiểu Diêm La đoạt mệnh thi thạch là một người trầm tính và ít nói. Suốt hai ngày đường dù bạch vô tính có bắt chuyện thế nào đi nữa, thì hắn cũng rất ít khi hé môi. Do đó tất cả những gì chàng muốn biết thêm về Quỷ Long Bảo, những mối liên hệ giữa Quỷ Long Bảo chủ và Lão Ác Ma Minh Chủ đều vô ích. Cứ như chàng đang húc đầu vào một bức tượng đá câm lặng vậy. Do vậy chàng cũng không tài nào biết được địa phương mà gã họ thi đang đưa chàng đến. Thì nói gì đến việc điều tra về sự hạng lạc của gã bẩn thiểu năm nọ. Chỉ đến bây giờ khi chàng nhìn thấy dãy đại biệt sơn sừng sững chặn ngang ở cuối chân trời như một bức tường thành Thì chàng mới kinh nghi và kêu lên như thế Và chỉ đến lúc đó thì tiểu diêm na đoạt mệnh mới chịu đáp lại Các hạ nói đúng đó chính là đại biệt sơn Xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh bạch vô tính nghĩ thầm Lão ma định mưu đồ điều gì Rõ ràng cách đây vài ngày Chính não đã cho tay chân thuộc hạ chạy đuổi theo Và định tận diệt hết bọn người không động phái Sao bây giờ nó lại định dở quẻ có phải thật tâm của lão là muốn buông bỏ chức vị không? Hay lão muốn mượn tay ta để hủy diệt mọi người? Hừ, để xem nào khi đến được Đại Biệt Sơn bây giờ chỉ còn là một chỗ trống không? Thì lão sẽ làm thế nào cho biết? Cũng may nào ta đã kịp thông tri với giác nhân đại sư. Do chẳng hoàn toàn yên tâm khi biết rằng thế nào giác nhân đại sư cũng phải dẫn đạo mọi người ly khai khỏi Đại Biệt Sơn. Nên chẳng cứ ông dông cổng thi thạch tiến bước. Đến khi mặt trời lặn thì chàng và gã họ thi cũng đến được chân núi Đại Biệt Sơn. Do tiết trời đã vào đông nên càng về đêm với hơi núi đá tiết ra thì tiết trời càng lạnh. Đã thế gió cứ lâu lâu lại thổi cuộn ra càng khiến cho mọi sinh vật thấm lạnh hơn. Phàm tiết trời càng lạnh thì mọi sinh vật càng cố rút sâu hơn nữa vào hang ổ của chúng. Và hãy chúng sống thành bầy thành đoàn thì chúng luôn túm tụm lại một chỗ để nhờ vào hơi ấm của đồng loại hầu được ấm hơn. Con người cũng thế, và do công phu thâm hậu hơn nên bạch vô tính dễ dàng phát hiện được tiếng gì dầm đối thoại của loài người giữa chốn núi non hoang dã này và còn là ai đang tập trung tại một chỗ vào một đêm giá rét này tại đại biệt sơn nếu không phải là người giang hồ các phái biến hẳn sắc mặt bạch vô tính tin chắc mười mươi là rút cuộc tả mộc đại sư huynh có số môn nhân không động phái chưa kịp chuyển báo thông tin của chàng cho giác nhân đại sư bằng không thì giờ này đại biệt sơn làm gì còn có người trú ẩn cũng may là tiêu diêm la đoạt mệnh thi thạch chưa hề phát hiện điều đó. Ngộ biến phải tông quyền, bạch vô tính đột nhiên lên tiếng hỏi gã phó tổng quản họ thi của quỷ long bảo. Thì huynh đã mệt chưa? Nơi này dường như có một động khẩu, tại sao chúng ta không vào đó để tìm chỗ nghỉ qua đêm? Vừa nói bạch vô tính vừa đưa tay chỉ vào một chỗ tối nhất của vách núi. Điều thứ hai là gã họ thi cũng đang có ý nghĩ như thế. Gã bèn dương hết một lực lên để cố nhìn vào chỗ mà chàng đang đưa tay chỉ. Sau khi biết chắc đấy là một động khẩu gã hộ thi bèn nhanh chân bước ngay đến Điều may thứ ba là Bạch Vô Tính đã nhận định không lầm Chỗ đó đúng là một động khẩu Và bên trong đó là một lòng động tuy nhỏ Nhưng lại thừa chỗ cho hai người cùng trú ngộ Bạch Vô Tính và Thi Thạch bèn ngồi vào đó nhắm mắt dẫn thần Ước độ một canh giờ Bạch Vô Tính bèn nói Thi Huynh hãy ở đây chờ tại hạ Các hạ định làm gì Hờ ừ, cứ như Thi Huynh nói Thì bọn người chống đối minh chỗ phải ở gần đây thầy hạ muốn nhân lúc trời tối này mà thám sát một vòng có như thế ngày mai chúng ta sẽ dễ dàng ứng phó hơn nếu các hạ muốn đi thì ta cũng đi nữa tại sao vậy hay là thi huynh không tin tại hạ ở đây không có vấn đề tin hay không tin mà chỉ là mệnh lệnh mà thôi mệnh lệnh nào đương nhiên là mệnh lệnh của bảo chủ bảo chủ sai phái thi huynh theo dõi tại hạ hay sao không phải là theo dõi vậy thì là gì bảo chủ có mệnh lệnh rất rõ ràng ta phải luôn luôn đi gần với các hạ nửa bước cũng không được dậy đấy là do bảo chủ quan tâm đến tại hạ đấy thôi các hạ dường như không mấy hài lòng phải không lắc đầu vào thở dài bạch vô tính nói nói là không hài lòng thì không đúng lắm nhưng tại hạ lại không nghĩ là quý bảo chủ lại quan tâm đến tại hạ như vậy gật đầu tiểu diêm na đoạt mệnh thi phó tổng quản nói ta cũng thấy thế nhưng con ép đấy không phải là điều thừa Chị Huynh nói như thế là có ý gì Trước khi lên đường Ta có nghe bảo chủ căn dặn kỹ Bảo chủ nói tuy các hạ có võ công cao cường Nhưng do mới xuất đạo nên khó lòng Ứng phó được những diễn biến Ta ngoài nhiệm vụ đưa đường ra Thì còn phải phụ giúp các hạ trong từng biến chuyển nữa Bán tín bán nghi chẳng đành nói Thôi được rồi Thì Huynh đã nói như thế Thì chúng ta cứ nghỉ ngơi cái đã Không việc gì phải băng mình đi trong đêm giá lạnh như thế này nói thì nói vậy nhưng suốt đêm đó bạch vô tính khó lòng chập mắt chàng không biết phải nghĩ về quỷ long bảo chủ như thế nào cho đúng đây lão quan tâm đến chàng hay muốn dò xét chàng nếu quan tâm thì tại sao lão cố tình giấu diếm chàng về nơi trốn chàng phải đến còn như để dò xét thì lão lại không biết rằng nếu cần thì một cái cất tay là tiểu diêm la đoạt mệnh sẽ bị diêm la đoạt mệnh thật sao còn nữa tại sao tả mộc lại không cấp báo cho giác nhân đại sư nếu như gã cứ khăng khăng cho rằng tử diện nhân là người của lão minh chủ hai tả mộc đã báo tin rồi nhưng giác nhân đại sư do không tin nên không chịu bỏ đi hoặc giả giác nhân đại sư đã có biện pháp để ngăn ngừa liệu chàng cố tình trùng trình một đêm như thế này thì ngày mai bọn người của giác nhân đại sư còn lưu lại đây hay không nếu đã thế bài vô tính chỉ còn biết trông mong và mệnh số mà thôi sáng tinh mơ khi sơn vỗ còn răng răng quanh chân núi Bạch Vô Tính và các họ thi bắt đầu tiến sâu hơn vào vùng đồi núi nhấp nhô điệp trùng của Đại Biệt Sơn. Sơn vộ giang dày đặc nằm ảnh hưởng đến thị tuyến không ít. Do đó chàng và gã phó tổng quản họ thi chỉ có thể di chuyển bằng cước lực bình thường mà thôi. Và đó cũng là chủ ý của Bạch Vô Tính. Không những thế, chàng lại còn cố ý không giữ bước chân cho nhẹ để nhớ có ai đó thuộc người giang hồ các phái ở gần đây. Thì họ sẽ nghe được tiếng động này mà mau mau lẩn tránh định ý thì tốt nhưng bạch vô tính lại quên rằng tại đây nếu có người thì người đó sẽ không biết chàng và cả đồng hành là ai là bằng hữu hay thù nhân và họ sẽ không có phản ứng như ý muốn của chàng quả nhiên là thế khi sắp sửa đi vòng qua một tảng đá lớn bạch vô tính chợt chậm người lại một cái vì có những tiếng hô hấp rất gần đây và lọt vào tai chàng như chỉ thoáng qua rồi thôi bạch vô tính không thể tự nhiên định bộ lại nếu không muốn các họ thi nghi ngờ và khi chàng cùng gã họ thi vào đi vòng qua tảng đá lớn đó thì một âm thanh nửa kinh ngạc nửa lo sợ chợt cất lên tử diện nhân cấp báo cấp báo đã phát hiện hành tung của địch nhân cốc 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 ngay sau những tiếng hô hoán là tiếng đá gõ vào nhau tiếng vỗ vào thân cây vang động khắp núi đời tử diện nhân nếu có ai đó phát giác và biết được danh hiệu này của ta thì chỉ là người của không động phái mà thôi làm sao bây giờ trần mặt hay không trần mặt ra ta có nên làm thuyết khách cho não ma không ta có cam tâm làm công cụ cho não ma thực hiện ý đồ không những ý nghĩ đó xoay chuyển rất nhanh trong tâm trí của chàng và chàng quyết đoán thật nhanh bằng cách tăng cước lực lao đi như tên bắn về phía trước chàng hy vọng vừa bỏ rơi được gã họ thi vừa mau chóng gặp được ai đó thuộc người các phái mà không phải là người của không động phái để cấp tài thông chi ý đồ của lão ác ma cho bọn họ biết thế nhưng người tính không bằng trời tính hàng loạt nhiều tiếng hô hoán và tiếng bước chân đổ dồn về phía chẳng biểu lộ lòng căm thù tột độ của người các phái đối với bất kỳ ai liên quan đến lao ác ma minh chủ mau mau theo kế sách đã bàn không động nga mi và hoa sơn lo đối phó phía chính diện côn luân và điểm thương ở hai bên tả hữu còn võ đăng và thiêu lâm trông chừng phía hậu và tiếp cứu các lộ còn lại địch nhân chỉ có hai người nhưng e rằng bọn họ lại sẽ đến ngay thôi động thủ đi âm thanh đèo động đó nếu không phải là âm thanh giọng nói của giác trần đại sư trưởng môn phương trận của phái tiêu lâm thì còn là ai vào đây hờ sao lại thế này liệu bây giờ ta lên tiếng phát thoại thì biết nói gì đây còn như không nói thì không lẽ ta lại biến thành công địch của các phái hay sao giác trần đại sư giác trần đại sư đâu hãy nghe tài hạ nói đây nhưng chàng chỉ mở miệng nói được bao nhiêu đó thì hàng loạt những quyền phong trưởng phong và kiếm phong liền đổ ao ao vào chàng khiến cho chàng không sao nói tiếp được. Bạch vô tính chỉ còn cách lặng người tránh về một phía và số kình phong đó liền đổ ộp cả vào thân hình của tiểu diêm na đoạt mệnh thi thạch. Không hiểu nào do không kịp tránh né hay do cố tình mà gã họ thi ngay lập tức đã xô ra hai ngọn trưởng kình phản công lại. Chuyện đã đến nước này bạch vô tính bèn lặng lặng đưa tay ra định một trưởng giết thắc ngay thi thạch. Nếu sau này có gì thì chàng cứ nói với thượng quan bảo trộn là do sự cố phát sinh trước khi chàng giải tỏa được sự nghi ngờ của các phái đối với minh chủ dẫn đến cái chết uổng của gã họ thi nằm ngờ kình lực từ hữu thủ của bạch vô tính chưa kịp nhả ra thì phía sau chàng chợt có tiếng quát lớn động thủ đi cùng lúc với tiếng quát đó thì tít ở đằng trước giữa lớp sương mù dày đặc có nhiều tiếng kêu la thất thanh có địch nhân quay chồng địch nhân tập hậu đó Bạch vô tính quá đối kinh ngạc bèn tràn người sang một bên nép người sát vào một bờ đá và quay đầu nhìn lại phía sau chẳng. Không biết cơ man nào là người như từ dưới đất chui lên. Ước tính có cả trăm người với y phục đổ màu đủ vẻ. Nhưng tất cả vẫn có một điểm chung đó là ở hai bên chéo áo có nẹp những lần vải màu kim tuyến sặc sỡ. Và bọn người này không bao lâu đã tiến lên hết phía trước giao đỗ loạn xạ với các phái trên giang hồ. Bọn họ là ai? Sao lại xảy ra cớ sự này? nghi vấn trồng trồng bài vô tính vọt mình bay lên phía trên đứng trên tảng đá cao để quan sát cục diện như muốn giải thích cho chàng hiểu những tiếng huyên náo từ phía dưới đưa lên lọt vào tay chàng cứ như tiếng sống nổ giữa trời quang là tay chân của lao ma minh chủ giết giết hết bọn cuồng đồ đi nào hừ vậy mà gã tử diện nhân cứ mồm năm miệng mời nói gã không phải là tay chân của lao ma ra tay đi chủ đệ chúng ta còn phải báo thù cho các huynh đệ đồng môn nữa ầm 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 không những thế ở đằng xa là chỗ hai phái võ đang và tiêu lâm lãnh trọng trách bảo vệ phía sau cũng vang lên nhiều tiếng gầm thiết và bạch vô tính chỉ cần lắng nghe một chút thì chàng liền hiểu rõ cớ sự hóa ra thượng quan não quỷ và não ác ma minh chủ đã sắp bày một kế mưu độc hiểm hai não để cho chàng đi trước như để mở đường đồng thời vẫn cho bọn thuộc hạ bám đuổi theo sau nếu bạch vô tính thuyết phục được người các phái thì hai não sẽ không làm gì cả chỉ ông Dung chờ đón ở giang nam theo kế sách của hai não còn nếu xảy ra sự biến thì hai não đã có sẵn người như tình hình đang diễn khai hai não đã dành sẵn cho bạch vô tính hai con đừng để chọn một là theo phe hai não nghĩa là ra tay giao thủ với người các phái còn không thì chàng sẽ biến thành đại công địch của vô lâm vì người các phái bây giờ đã biết rằng kẻ dẫn đầu bọn địch nhân chính là tử diện nhân nghiến răng kèn kẹt bạch vô tính căm phẫn đến cực độ khi hiểu ra âm mưu hiểm độc của thượng quan não quỷ và não ác ma minh chủ hân võ trình và chàng cũng tự giận chàng vì chỉ vụng tính mà bây giờ chàng bị lâm vào tình thế này lúc này nếu không tự biện minh thì ngoài cách tận diệt bọn thuộc hạ của lão ác ma minh chủ ra chàng không còn con đường nào khác thế nhưng một lần nữa vận số đen đổi lại chút xuống đầu chàng chàng chưa kịp ra tay thực hiện theo ý định vừa nghĩ ra thì ở phía bên dưới tình thế đột nhiên lại biến đổi. Bọn người vận y phục con nẹp những làn vải màu kim tuyến không hiểu sao lại rồng rồng bỏ chạy. Bạch vô tính phải dâng hết mục lực ra mới nhìn thấy được những kẻ đang đánh đuổi bọn chúng. Chính là cầm kỳ thi họa bốn tên đồng tử của các công tử mà hôm nọ chẳng đắt động đầu. Hay lắm, hóa ra chủ tới của vị công tử kia lại là người thuộc các phái giang khổ. Không hiểu bọn họ thuộc môn phái nào mà chỉ mới có bốn tên đồng tử thôi cũng đủ ngăn chặn được bọn kia. Công phu khá lắm và như vậy ta đỡ phải cất tay động chân đi thôi. Nghĩ thế nào làm thế ấy? Bạch vô tính khi phát hiện ra trong bọn tay chân của lão ác ma đang rút chảy có cả bóng dáng tiểu diêm na đoạt mệnh thi thạch. Chàng bèn tương kế tiểu kế và rút lui theo bọn chúng. Do vừa bỏ chạy chàng lại còn nghe ngóng tình hình ở phía sau. Liệu xem người các phái giang hồ đã được yên ổn chưa? Nên khi chàng chạy được một đôi đường thì phía trước chàng chỉ có bốn bóng người mà thôi. Quả wow, bọn kia đông nào vậy nhưng bây giờ đã biến đâu cả rồi. Không lẽ gần đây có một chỗ bí ẩn để dung nạp bọn chúng hay sao? Thảo nào khi người của các phái vừa có ý muốn động thủ thì bọn chúng đã kịp thời xuất hiện. Cũng may là một trong bốn bóng người đi ở phía trước này có cả sự hiện diện của thi thạch nên bạch vô tính vẫn an tâm đi tới. Thì Huỳnh chậm chân chờ tại hạ với cái vận công làm cho khuôn mặt phải lấm tấm mồ hôi vừa như vừa chảy qua một cuộc giao chiến mệt nhọc lắm. Bạch vô tính vừa chạy đến vừa hào hẹn thở. Bọn người kia nghe tiếng gọi bèn dừng chân và quay đầu lại nhìn vào chẳng. Ngoài thi thạch chẳng đã biết thì bốn nhân vật kia gồm hai não nhân và một gã con niên kỷ khoảng 26 tuổi. Chờ cho chẳng đi đến gần gã nọ liền hỏi. Tở diện nhân các hạ, các hạ giả vờ khéo lắm đây, suýt nữa bọn ta đã lầm mưu các hạ rồi đấy. Giả vờ gì nào sao huynh đại lại nói như thế? Không phải tài hạ cũng tháo chạy như huynh đại đây sao? Đưa tay chỉ sang thi thạch gã nọ nói tiếp. Nếu ta nhìn không lầm thì chỉ chút nữa các hạ đã ra tay hạ độc thổ với thi huynh đệ đây rồi, đúng thế không? Chấn động tâm thần bạch vô tính kêu lên. Làm gì có chuyện đó chứ, giữa tài hạ và thi huynh đây nào có thổ oán gì? Cười nhạt một tiếng ga lạnh giọng hỏi. Vậy các hạ giải thích làm sao Khi bọn kia vừa nhìn thấy các hạ Đã vội vàng ra tay Nếu quả các hạ mới là người xuất đạo giang khổ Nhìn thấy chàng hé miệng định giải thích Cả liền đưa tay ngăn lại đoạn lục vấn tiếp Khoan đã ta còn chưa nói xong Và các hạ định giải thích thế nào Về hành vi tọa thủ bàn quan Của các hạ lúc hai bên giao chiến Vậy là gã đã thấy tất cả Nhất cử nhất động của chàng đã bị gã giám sát chặt chẽ Tình thế này nếu chàng còn muốn tiếp tục quay về và hợp tác với thượng quan não quỷ thì chàng chỉ còn một cách sát nhân diệt khẩu. Do đó chàng chậm chạp bước đến gần hơn và cất giọng âm trầm nói. Được lắm, nếu những hành động của ta đã bị ngươi trông thấy hết thì ngươi chỉ còn một con đường để đi thôi. Tổ diện nhân ý ngươi muốn gì khi nói như thế? Cười khan bạch vô tính quát lên. Hả hả hả, ta muốn bọn ngươi phải chết. Như xét răng chấp động, Bạch vô tính vừa nói đến âm cuối cùng thì song trưởng của chàng đã xô ra nhằm vào gã nọ và tiểu diêm na đoạt mệnh họ thi tên thạch. Đoán biết trước sự thể sẽ là thế, gã nọ và thi thạch cũng tức tốc phản công quật ra một lúc bốn luồng lực đạo đỡ ngay vào màn tử quang kỳ dị của chàng. Bùng bùng, bạch vô tính vẫn bình yên vô sự, còn gã nọ và thi thạch thì bị hất lùi về sau những một trận dài. Nạp mạng đây cho ta. Tử diện nhân, kẻ phải nạp mạng là ngươi mới đúng hai não giả nọ trước sau không nói một lời bây giờ thấy tình thế xảy ra khá nghiêm trọng hai não bèn liên thổ ra chiêu từ hai bên hai luồng kình phong như bài sơn đảo hải cùng đổ ập vào người chàng lắc mình một cái bạch vô tính đã thoát được hai chiêu công hợp kích của hai não giả bỏ mặc hai não còn đang ngơ ngẩn thần tình bạch vô tính vẫn tiếp tục lao đến truy kích cái nọ và tên họ thi cách lẩn tránh tài tình của chàng và thi triển đã khiến cho thi thạch phải hốt hoảng kêu lên quỷ biến ngũ ngũ bộ pháp nguôi nằm xuống bùng hai luồng kình phong có chứa tử quang liền hiển hiện khiến cho thi thạch không nói được chọn câu do các họ thi đang hốt hoảng trước sự phát hiện đó nên gã không sao tránh được những kình của chàng chiến chấn kình vang lên toàn thân các họ thi như diều đứt dây bay ngược về phía hậu và nằm xuống bất động còn gã kia thì may mắn hơn nên kịp lách thân sang một bên và thoát chết trong đường tơ kẽ tóc gã kêu lên tử diện nhân ngươi làm sao biết được bộ pháp đó Hả ha, ha ha ngươi cứ xuống âm ti mà hỏi lão diêm vương vậy xem đây tử hà thất thức, thức trưởng pháp lại đập bạch vô tính quật ra đại nhất thức và đại nhị thức thì nhằm đối phó với hai não giả còn đại ngũ thức thì lao thẳng đến thân hình gã nọ do trưởng kình xô đi ba hướng nên khắp nơi đâu đâu không thấy toàn tử quang giận người dù biết rằng tử diện nhân không phải là hạng người dễ trêu chọc nhưng bọn đối phương ba người lại không tin một mình chẳng có thể đương cử được ba người hợp kích vì thế cả ba đều dốc toàn lực lên song trưởng bọn họ vừa xô kình ra vừa quát nên giận dữ đáng chết thân hình khẽ trao đảo mấy cái Bạch vô tính lần thứ hai thi triển bộ pháp quỷ bến ngũ ngũ và lao đi như tên bắn vào gã kia còn đang loạn trọng ngã nghiêng. Nằm xuống, ầm. Công phu của tử diện nhân quá đối kinh khiếp, làm cho hai não kia khiếp đảm thần tình. Hai não bèn phân khai ra, mỗi não bỏ chạy đi theo một hướng không muốn giao đấu nữa rồi cũng chết như gã kia. Chạy đi đâu, ầm. Cái não già rồi có nằm mộng cũng không ngờ, thân pháp của tử diện nhân lại xuất thần nhập hóa như thế cho nên dù hai lão đã phân thành hai hướng ngược nhau để bỏ chạy tháo thân thì chỉ trong chớp mắt tử diện nhân đã giết được một lão và bây giờ chàng đang chạy đuổi theo lão thứ hai biết là chiếc sau gì cũng chết lão già còn lại đang chạy vội vàng thụp người xuống đồng thời song thủ của lão được đánh thốc từ dưới đánh lên chiếu ngay thân hình của tử diện nhân đang theo đả lao đến hãy nếm ngũ xa độc của ta lão chỉ nói được có đến đó thì màn tử quang đã chụp lên ngay thiên linh cái của lão rồi lão già nọ bèn hồn du địa phổ ngay tức khắc đứng thử người một chỗ bạch vô tính khép vận khí kiểm soát kinh mạch toàn thân chàng lo sợ rằng dù chàng đã kịp thời xô trưởng giết chết lão nọ nhưng ngũ sa độc trưởng không phải là không có độc thế nhưng bạch vô tính hoàn toàn yên tâm khi nhận ra chàng vẫn vô sự đấy là nhờ dược lực của vô ưu chi đàm tử kỷ hoa nhìn lại bốn thi thể còn năm đó bạch vô tính siết bao ngờ vực và nghĩ không ra tại sao bọn này có công phu vào bậc đó này dễ dàng tháo chạy trước bốn tên đồng tử cầm kỳ thi họa không đem bốn tên đồng tử kia tuy nhiên kỷ không đảo bao mà thân hoài tuyệt học nếu đã thế tại sao lần chạm chán trước đó chủ tớ bọn họ phải chịu nhún nhường đối với chẳng hay là tại lúc mới rồi bọn người này còn có ý đồ gì khác nên mới vợ bỏ chạy là ý đồ gì sau khi vất bốn thi thể của cả bốn vào một chỗ khuất bạch vô tính vội vàng đi ngược về phía quỷ long bảo đến đại biệt sơn xong lại xuôi nam từ nam ngược lên đại biệt sơn và bây giờ lại từ đại biệt sơn bạch vô tính tiếp tục xuôi nam vừa đi đường bạch vô tính vừa sắp xếp sẵn một câu chuyện khác một kế sách khác để ứng phó với những lời cật vấn thế nào cũng phải có của quỷ long bảo Trổ thượng quan ẩn hồi thứ mười quay lại huyệt hổ lọt tử lao nhờ may nên thoát quỷ long bảo tài hạ tử diện nhân la thập thân xin cầu kiến thượng quan bảo chủ bạch vô tính nói với tên gia nhân có nhiệm vụ tuần phòng ở phía trước quỷ long bảo sau khi nhìn chàng một lúc lâu tên gia nhân liền bảo chàng được các hạ chờ cho một lúc để xem bảo chủ có chịu tiếp kiến không đã cái nhìn của tên gia nhân khiến cho bạch vô tính phải chột dạ nhưng đến khi hắn quay lại trở ra với nụ cười trên môi thì sự bất an trong lòng chàng liền biến đi mất sau khi đưa chàng vào một gian phòng nhỏ với sự thiết trần cực kỳ xa hoa tiên gia nhân nói với chàng la tướng công chờ thêm chút nữa vậy bảo chủ sẽ đến ngay thôi thế nhưng khi tiên gia nhân vừa bước ra thì thượng quan bảo chủ đã xuất hiện theo như ý đồ định sẵn bạch vô tính vừa thấy mặt não liền giận dữ kêu lên như thế là thế nào vậy bảo chủ tài hạ đang chờ nghe bảo chủ giải thích đây sững sốt thượng quan ẩn kinh ngạc kêu lên là chuyện gì vậy tiểu ca đúng ra tiểu ca phải giải thích cho lão phu nghe mới phải chứ Giải thích ư Bảo chủ bảo tại hạ giải thích ư Bảo chủ đang nghe gì rồi Nhìn chăm chập vào chàng Thượng quan ẩn biển đưa tay chỉ vào cái ghế duy nhất Đặt trong phòng lão nói Được rồi tiểu ca hãy bình tâm lại Và ngồi xuống đi đã có gì từ từ hãy nói sau Đợi cho chàng ngồi xuống xong Thượng quan ẩn đi đi lại lại phía trước chàng và nói Trước kia lão phu muốn biết điều gì đã xảy ra Tiểu ca nói đi chuyện không có gì đáng để nói nếu không có sự xuất hiện của số người do là người của minh chủ sai phải đến lúc đó tài hạ chưa kịp nói gì với quần hùng thì trận giao chiến liền xảy ra hỡi ôi sau sự kiện này thì sự hiểu lầm càng tăng lên chứ không hề giảm bớt xem ra thành kiến của bọn họ đối với minh chủ càng lúc càng trầm trọng hơn và minh chủ khó bề thực hiện được ước muốn thoái vị bảo chủ nói đi nếu đã chọn tại hạ đi làm thuyết khách thì có cần đến mấy trăm con người đi theo không chính vì thế mà tài hạ không tài nào hoàn thành sứ mệnh mà bảo chủ đã ân cần giao phó tiểu ca nói hết chưa thái độ bình thản của lão vào lúc này như ra ngoài dự liệu của chàng và chàng càng bất ngờ hơn khi nghe lão nói tiếp lão phu cũng có vài điều muốn hỏi lại tiểu ca đây là điều gì xin bảo chủ cứ hỏi tại sao bọn họ vừa nhìn thấy tiểu ca không những bọn họ nhận ra tiểu ca mà bọn họ lại còn tỏ ra hoảng hốt nữa há miệng chực nói bạch vô tính đành ngậm miệng lại khi thấy lão xô tay chưa hết sau khi trận giao chiến bắt buộc phải xảy ra tại sao tiểu ca lại đứng ngoài vòng tự thổ quan chiến còn thi thạch người đưa đường của tiểu ca đâu sao không cùng về với tiểu ca có phải hắn đã cùng chung số phận với lao sơn tam thị và thái hà song sắt không hở la lập thân ngươi xem thường bổn bảo chủ rồi đó bảo chủ ừ ngươi tưởng mọi việc ngươi làm đều thần không hay quỷ không biết sao lại còn dám quay về đây đỉnh dùng thủ đoạn hòng qua mắt bổn bảo chủ à nói cho ngươi biết quỷ năng bảo là trốn có vào mà không có ra hả 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 ngươi không qua được bổn bảo chủ đâu từng câu nói của thượng quan lão quỷ đã làm cho bạch vô tính đứng hồn từng chập và ngay lúc chàng định phát tác thì chiếc ghế chàng đang ngồi bỗng nhiên chuyển dịch theo chiều xuống bên dưới và trong khi chàng cười của lão quỷ vẫn còn lồng lộng bên tai thì chàng hoàn toàn bất lực vì từ bên trên bóng có một chiếc cúi sắt buông chụp xuống khiến cho chàng vừa định tung người lên khỏi mặt ghế cũng không sao làm được đúng lúc đó chiếc ghế đang tụt xuống lại đột nhiên xoay tròn và đảo lộn ngược trở lại bất ngờ đến đổ toàn thân chàng rơi vô vồ, vồ xuống bên dưới theo phản ứng tự nhiên bạch vô tính đưa chân quẫy đạp lung tung và đương nhiên là chạm vào một vật cứng rắn lúc toàn thân đang rơi xuống cả mừng bạch vô tính bèn mím môi vận lực ấn mạnh bàn chân vào đó và tung bắn người ngược lên bên trên. Con, một cái va chạm mạnh ngay trên đỉnh đầu khiến cho bạch vô tính phải đau đến váng đầu hoa mắt và toàn thân chàng lại tiếp tục rơi thẳng xuống. Đùng đùng đồng. Hàng loạt tiếng động từ phía dưới vọng vào tai chàng lẫn lộn trong đó là tiếng nước vỗ bở hoảng hoảng. Thất kinh hồn vía rồi hiện trạng lúc này là túi đen như mực nhưng bạch vô tính dễ dàng suy đoán ra điều gì đang chờ đợi chàng ở dưới đó mà dường như ở dưới đáy là một hồ nước và những tiếng động đang liên tục đập vào nước văng lên tay chàng nếu không là quái thú thì còn là gì đây vội vội vàng vàng bạch vô tính vươn rộng hai tay và sờ soạn loạn xạ khi tay vừa chạm được vào vách của hố sâu chàng bèn vận lực đâm xoạc tay vào đó và cố giữ toàn thân lại con một lần nữa một vật gì đó cứng rắn lại va xuống ngay đỉnh đầu của chàng với cái va đó chàng vừa bị đau vừa bị tụt người xuống phía dưới đau đến ngất đi nhưng may mà chàng chưa bị ngất nghiến răng cố nhịn cơn đau bạch vô tính hô loạn tay còn lại thì chàng lần này chạm phải cái quỹ sắt chụp vội tay còn lại vào các song sắt toàn thân chàng liền đu đưa và cứ theo cái quỹ sắt mà rơi dần xuống phía dưới đưa hai chân ra khá rộng chàng liền hiểu được tình thế lúc này của chàng hóa ra đây là một miệng hố tròn và sâu có đến nửa trượng Bên dưới là ao nước với quái thú được thưởng qua nó quỷ nuôi dưỡng. Còn bên trên là một cái cũi sắt to bằng đúng miệng hố cứ tụt dần xuống. Điều này có nghĩa là cái cũi sắt được cơ quan phát động. Có nhiệm vụ đẩy người bị rơi xuống hố sâu rơi luôn vào ao nước. Và nếu đã thế thì bên dưới ao nước không có điều gì tốt lành cả. Cứ tính theo đà tụt xuống của cái cũi sắt. Bạch vô tính biết rằng trước sau gì chàng cũng bị lực đẩy xuống của nó nhấn chìm luôn vào đáy nước không nói gì đến các loài thủy quái đang trực chờ để sâu xé chẳng chỉ riêng việc bị nhấn chìm vào đánh nước trong khi chẳng lại không biết gì về thủy tính cả thì cái chết là điều chẳng không sao tránh khỏi nhưng biết thì biết vậy đang trong tình thế vô kế khả thi này ngoài cách chờ cho số mệnh định đoạt ra chẳng không còn biết phải làm gì hơn do đó bạch vô tính cứ bố chặt hai tay vào cái cũi sắt và cố dương hết mục lực để nhìn xuống phía dưới chờ xem điều gì sẽ xảy ra với chẳng cái chết sẽ đến như thế nào kịt một tiếng động nhẹ rồi cái cối sắt thôi tụt xuống còn cách mặt nước đúng ba thước chiều cao thế nhưng nếu không bị nhấn chìm luôn vào làn nước thì điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra trước mắt chàng lấp lánh giữa đêm đen có đến vài mươi vị tinh tú đang mọc ngực thay vì mọc ở tận trời cao thì đây chúng cứ nhấp nháy giữa ao nước từng tiếng quẫy đập vào nước bắn lên tung tóe với những điểm sáng nhấp nháy đó đã khiến cho bạch vô tính phải rộng rời chân tay khi nhận ra loài thủy quái có đầy dãy dưới kia chính là loại kình ngạc và khi cái quỹ sát lại cách mặt nước đúng ba thước mộc thì đã quá đổ cho hàng đàn hàng lũ những con kình ngạc uốn thân lên cao để táp vào con mồi đang treo lơ lửng trước mắt chúng đùng đùng phập phập có lẽ bọn kình ngạc này đã nhịn đói từ lâu nên khi nhìn thấy con mồi đưa đến ngay miệng bọn chúng liền tranh nhau ào lên để đứt mồi Hú vía nếu hai lần bị cái cúi va xuống đỉnh đầu mà bạch vô tính không kịp tìm được chỗ bổ víu thì con lẽ giờ này đây chẳng đã nằm trong bụng lũ cành ngạc kia rồi thế nhưng tình hình lúc này cũng không khá hơn là bao bạch vô tính hết co chân này đến ruột chân kia lại tránh không cho lũ cành ngạc tắp chúng nhưng liệu chàng chi chỉ như thế này được bao nhiêu thời gian chiều cao cái cuối sắt cũng chỉ được ba thước nếu Bạch Vô Tính nhép sắt mình lên tận đầu trên của cái cũi thì cũng khó mong tránh thoát được những hàm răng sắc bén của lũ cảnh ngạc. Buông bên này trục bên kia, toàn thân của chàng chẳng khác nào những chú tiểu hầu đang nhảy nhót trong cũi sắt. Bằng vọt thân pháp thì chàng còn mong thoát nạn đó, nhưng đến lúc sức lực mỏi mòn thì sao? Trước sau gì chàng cũng phải làm mồi trong lũ cảnh ngạc mà thôi. Con! Trong một lần tung luận người nhảy tránh lũ cảnh ngạc, một âm thanh chát chúa chợt vang lên giúp cho bạch vô tính nhớ rằng trên nương chàng vẫn còn cài thanh trường kiếm một ý niệm liền phát sinh soạt đu sát người lên bên trên bạch vô tính dùng một tay và hai chân để giữ thân người còn cánh tay còn lại thì cầm ngay đốc kiếm nhanh như chớp giật từ hà thất tuyệt kiếm liền được chàng sử ra chàng cứ nhằm vào giữa hai mắt của từng con kình ngạc một mà đâm cho mỗi con một đòn trí tử là cao thủ võ lâm đương nhiên mắt phải tinh và tay phải nhanh cứ mỗi lần phóng kiếm ra và thu kiếm về thì một con kình ngạc dây đùng xuống mặt nước chỉ sau đó không lâu bạch vô tính không khỏi kinh ngạc khi không còn nhìn thấy con nào lao lên nữa ngược lại chúng vẫn tiếp tục quẫy lộn và quật đùng đùng xuống mặt nước đến khi đã hiểu ra bạch vô tính phải dùng mình ghê sợ vì biết rằng do chẳng giết được một ít và từ vết kiếm thương máu của số kinh ngạc đó liền tuôn ra khiến cho chúng phải làm mồi cho đồng loại. Nhìn cảnh bọn kinh ngạc sâu xé những con xấu số đã bị chàng giết chết. Bạch vô tính không khỏi căm hận sự ác độc của lão quỷ thượng quan ẩn. Chàng hoàn toàn không ngờ trong con người của lão như vậy mà lão này cho bố trí bên trong quỷ long bảo những cảm bẫy chết người như thế này. Thảo nào lão lại không tự phụ là quỷ long bảo chỉ có vào mà không có ra. Còn nữa thế nào trong quỷ long bảo còn nhiều bẫy dập nữa chứ không phải không. Trong thoáng chốc sau khi lũ kình ngạc may mắn đã thanh toán xong số vô phúc thì bọn chúng lại tiếp tục nhằm vào chẳng mặt tấn công. Lũ khát máu không khác nào chủ nhân của bay vậy xem nào nữa này. Mắng thầm trong lòng bạch vô tính cứ y pháp cũ phóng kiếm veo véo giết thêm khoảng 10 con kình ngạc nữa và 10 con này liền trở thành thức ăn ngon lành cho đồng bọn. Tiếng táp và tiếng nhai xương rau gió của lũ kình ngạc làm cho bạch vô tính mấy phen suýt phải bị nôn mửa. Thêm vào đó là mùi máu tanh nồng sọc ngay vào mũi càng làm cho chàng thêm khó chịu. Cố nén sự lậm giọng bạch vô tính căng mắt ra nhìn và thẳng tay giết thêm một lượt nữa. Bây giờ còn lại khoảng răm con mà thôi. Và chúng dường như đã no nê thừa mứa ra rồi. Vì chàng nhìn thấy rõ ràng vẫn còn một số con kình ngạc đã chết nhưng không làm cho số còn sống chiếu cố đến nữa. Phập, do chủ quan tin rằng số kình ngạc còn lại sẽ không tấn công chàng nữa. Nên chàng cố ý lơi lỏng tay kiếm định nghỉ ngơi. Nào ngờ bọn kinh ngạc đúng là bọn háo sắt No thì có no Nhưng bọn chúng vẫn muốn táp vào bất kỳ chỗ nào có tiếng động May mà Bạch Vô Tính còn kịp phát hiện Nên chẳng cuộn người sát một bên né tránh cú táp đó trong đường tơ két tóc Này Đã sinh sợ thì sợ sinh Ta định buông tha cho bọn ngươi Nhưng bọn ngươi này cứ muốn tìm chết Xem đây Vẫn vừa mắng thầm Bạch Vô Tính vừa lao kiếm diệt trừ hết số kinh ngạc còn lại sau đó chẳng đưa mắt no ngại nhìn vào từng thi thể con kình ngạc một Để xem có con nào còn sống không Vì chỉ cần một chút lơi lỏng thôi thì mạng của Bạch Vô Tính xem như đã tuyệt Được một lúc Bạch Vô Tính vui mừng nhận ra tất cả những con kình ngạc còn nguyên vẹn thi thể đều đã chết cả rồi Do khi chết chúng nằm lật ngửa lên phơi phần ra bụng trắng hiếu Bạch Vô Tính thở phào nhẹ nhõm và cài lại thanh trưởng kiếm vào lưng Vẫn đu người vào thanh cuối sắt Bạch vô tính vừa vận lực giữ thân người vừa nhắm mắt dưỡng thần. Bạch vô tính nghĩ thầm. Bên dưới đã là tuyệt lộ ta chỉ còn cách thoát khỏi nơi đây bằng lối bên trên thôi. Và muốn thế ngoại trừ cách bám vào quỹ sắt. Chờ bọn chúng phát động cơ quan để đưa lên thì ta không còn cách nào khác. Chỉ có điều không biết đến lúc nào bọn chúng mới đưa ta lên đây. Trong tình thế đó đúng là bạch vô tính không còn cách nào khác. Chờ đợi đó là điều duy nhất bạch vô tính đang làm. Chỉ mong sao bọn chúng không để quá lâu bằng không chẳng có thể chi trì được cái đói và khát. Vì chàng không thể bắt trước lũ kỳ ngạc kia ăn thịt sống uống máu tanh được. Thời gian chờ đợi là thời gian gãy dây cho con người sự nặng lòng tuyệt vọng. Nhưng dù sao Bạch Vô Tính tin rằng chàng sẽ không phải đợi chờ như nhị vị ân sư của chàng đã chờ đợi đằng đắng 40 năm dài. Để cuối cùng nếu Bạch Vô Tính không xuất hiện kịp lúc thì vô ưu chi đàm tử kỳ hoa đã biến thành phế vật giữa bóng đêm đen dày đặc thời gian chờ đợi chừng như vô tận nhưng rồi cũng đến lúc sự chờ đợi chấm dứt kịt cái cuối sắt trong đó có bạch vô tính được đưa lên cao dần dần đây là cơ may duy nhất cho chàng thoát thân vì thế bạch vô tính vận khí nên sẵn châu thân chờ những tình huống khác nhau sắp xảy đến hoặc là người ở bên trên do tò mò mà nhìn xuống và sẽ phát hiện được chàng trước khi cái cuối sắt được rút lên khỏi mặt đất hoặc bạch vô tính đang nắm giữ trong lòng bàn tay vài miếng bạc vụn sẵn sàng ném ra như ám khí để hủy diệt kẻ tò mò đó. Kế đó, chờ cho cái cúi sắt được rút hết lên bên trên, hoặc cho bọn chúng chỉ phát hiện cái cúi sắt được rút lên khỏi mặt đất một chút, khi đó chàng hy vọng rằng trường kiếm sẽ đắc lực cho chàng, và bây giờ chàng chỉ còn mỗi một việc là chờ đợi trong âu lo mà thôi. Này, liệu chúng ta làm thế này bảo chủ có trách phạt gì không? hừ nếu ngươi sợ thì thôi vậy ta không ngờ ngươi lại nhát can đến thế chỉ kéo lên xem qua một chút rồi bỏ xuống ngay bảo chủ làm thế nào để biết được mà trách phạt huống chi ngươi có khi nào nghe nói có ai đó thoát được lúc kình ngạc ở tử lao không ta chỉ muốn nhìn qua một chút để bái tế cho thi nghĩa huynh ta mà thôi hừ nếu bảo chủ cẩn trọng hơn một chút thì nghĩa huynh ta đâu có chết về tay tên tiểu tử này những tiếng đối thoại từ bên trên vòng xuống khiến cho bạch vô tính mừng thầm Hóa ra có một tên là nghĩa đệ của thi thạch Do nóng lòng nên hắn mới có hành động này Cũng may là bọn chúng làm càn Nên ta mới có cơ hội thoát thân sớm Cầu mong sao cho tiên kia đừng cản trở hành động của tên này Quả nhiên phúc phận đã đến với bạch vô tính Vì tên kia khi nghe đồng bọn nói thế hắn liền ưng thuận Được rồi Cũng may là bảo chủ có việc phải đi vắng Bằng không hở có mười cái đầu ta cũng không dám đâu Đấy ngươi muốn làm gì thì làm xem xong rồi nhớ kéo vào cái chốt này một cái là cái lồng kia sẽ đi trở xuống ngay biết chưa thoát rồi lão quỷ kia đi khỏi bên trên chỉ còn lại một tên không dễ gì đối phó cho bằng nghĩ thế bạch vô tính bèn an tâm chờ đợi và khi cái lồng sắt vừa nhô lên khỏi mặt nền phòng một chút thì véo một mảnh bạc vụn từ tay bạch vô tính nghiền bay ra cắm ngay vào tử huyệt của tên kia làm cho hắn phải chết ngay đương trường không kịp kêu lên một tiếng lo lắng bạch vô tính đưa mắt nhìn qua song sắt lướt quanh gian phòng một vòng và chẳng ngưng thần để lắng nghe động tĩnh Chẳng sợ tên kia vẫn còn đứng đâu đó gần đây và hắn sẽ kịp thời phát động cơ quan đưa cái quỹ sắt chảy xuống không có ai cả và khi chiếc quỹ sắt được rút lên cao thêm năm thước nữa bạch vô tính lẹ làng buông tay và sử dụng thân pháp lướt người đứng bên ngoài cái quỹ sắt dừng chân hất thi thể tên nọ bay vọt vào tử lao bạch vô tính vội vàng nhấp người vào một chỗ khuất chờ tên kia quay lại đùng tiếng thi thể tên nọ rơi xuống và đụng vào mặt ao nước văng lồng lộng lên bên trên và cái đó là tiếng bước chân người chạy đến vừa xô cửa bước vào tên nọ vừa hớt hơ hớt hải kêu lên lý thất lý thất có phải ngươi rơi xuống tử lao không đúng vậy và hắn còn đang chờ ngươi đó Tên nọ giật nảy người khi nghe có tiếng phát thoại lạ tai vang ra từ phía sau. Hắn vội vàng quay lại và chỉ kịp kêu lên một tiếng. Ngươi! Một mảnh bạc vụn nữa được bạch vô tính dùng thay cho ám khí đã cắm ngay vào tử huyệt của hắn. Và do hắn đứng khá gần miệng cái hố sâu, chính là tử lao. Nên sau khi đã bị chàng giết chết, hắn khuỵu người xuống và vừa khéo để ngã lăn xuống tử lao theo chân đồng bọn. Nhớ lời đối thoại của hai tên khi nãy, Bạch vô tính đưa mắt để kiếm tìm cái chốt điều động cơ quan Và sau khi đã tìm thấy Chàng bèn kéo một cái Cái cuối sắt liền từ từ tụt sâu xuống đại khiến cái hố sâu tử lao bây giờ chỉ còn là chứa đựng những sinh vật đã chết mà thôi Sửa sang lại áo sống Bạch vô tính bèn mở cửa bước ra bên ngoài Quỷ long bảo ẩn tàng nhiều cơ quan hiểm độc Ta không thể xem thường được Bây giờ không nhân lúc lão quỷ đó đi vắng mà bỏ đi thì còn chờ đến khi nào. Sau đó có nhiều điều xảy ra mà chàng không sao ngờ được Và chúng đã khiến cho chàng phải bận tâm suy nghĩ nhiều Đầu tiên khi chàng vừa bước ra đã chạm ngay phải vị tiểu thư ánh nước của thượng quan lão quỷ Vừa nhìn thấy nàng thì cũng là lúc nàng ta nhìn thấy chàng Trong lúc chàng chuẩn bị ra tay nếu nàng ta có phản ứng bất lợi Thì nàng ta chỉ lờm chàng một cái rồi cứ ông dung đi tiếp Đó vẫn là thái độ không muốn nhìn mặt chàng như lần diện kiến trước đây mà thôi bán tín bán nghi bạch vô tính vội vàng lao người ra khỏi gian đại sảnh vừa bước ra khỏi gian đại sảnh bạch vô tính lại đụng mặt với tên gia nhân giữ cổng chính là tên gia nhân mà chàng đã gặp và nói hắn vào báo việc chàng muốn hội kiến với bảo chủ lần thứ hai khi chàng định ra tay thì tên gia nhân đó nở nụ cười thật tươi và niềm là hỏi chàng la tướng công vẫn còn ở đây à hắn không biết hay hắn chỉ giả vờ mà hỏi như thế chẳng đặng đừng chàng đành nói Bảo chủ đã có lệnh thì ta phải lưu lại đây thôi Khi nào thì bảo chủ quay về Hắn vẫn cười vào đáp thật tâm Sớm lắm là ngày mai Sao? La tướng công cảm thấy buồn chán rồi hay sao? Chụp ngay cơ hội đó chẳng hỏi Ừ ờ, ở không mãi ta không chịu được Nếu bây giờ ta muốn đi ra ngoài một chút thì có hề gì không? Được chứ La tướng công cứ tự tiện Khi nào tướng công quay lại thì chỉ cần kêu một tiếng Tiểu nhân sẽ mở cổng cho tướng công nào để tiểu nhân đưa tướng công đi một đoạn đường nào thế này là thế nào không lẽ việc lão ném ta vào tử lao là việc cơ mật chỉ có một ít kẻ tâm phúc biết hay sao còn ái nữ lão giờ như nàng ta cũng không hề hay biết gì về hành vi của phụ thân nàng thì phải hờ đúng là quỷ long bảo mà có lẽ vì thế mà nó ta mới được giang hồ gắn vào loại nửa chính nửa tả này tuy nghĩ như thế nhưng bạch vô tính nào dám sơ hốt chỉ cần một trong những tên tâm phúc của lão quỷ vừa nhìn thấy chàng một cái Thì sự biến nền nảy sinh ngay tức khắc Thế nhưng sự lo lắng của chàng chỉ là điều lo hãng mà thôi Vì khi chàng bước ra khỏi cánh cổng của quỷ Long Bảo Thì mọi việc vẫn diễn ra một cách bình thường và trót lọt Nhẹ thở phao chàng nghĩ thầm Lão quỷ sau này nó khó bè ăn ngon ngủ yên được với tử diện nhân ta Hở Chàng sau khi rời quỷ Long Bảo liền triển khai thân pháp đi luôn về phía Giang Nam và trong lòng chàng thầm mong được gặp lại quỷ long thổ thượng quan ẩn để cho lão biết trêu chọc và tử diện nhân sẽ phải gánh hậu quả như thế nào vâng thưa quý vị và các bạn trên đây đã kết thúc phần thứ tư tiểu thuyết tử diện nhân của tác giả giả cổ long nếu các bạn thấy hay xin hãy vui lòng like chia sẻ đăng ký và ủng hộ cho kênh xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo